cũng báo cáo với các anh rằng ban đầu thì cũng sợ đấy. Sau khi một loạt pháo là nó bắn rồi, sau đó mình cảm thấy nó cũng trở lại bình thường rồi. Tôi xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Bàn Văn Thông, người chiến sĩ của đại đội 2 tiểu đoàn 5 Kiên Cường, và sau đây là câu chuyện của anh Thông. Vâng, xin mời anh Thông. Vâng, cũng báo cáo với các đồng chí, trong quá trình vào quân ngũ, sau khi được huấn luyện và được chuyển lên chốt, sau một thời gian rồi 17 tháng 2 thì Trung Quốc có xâm lấn biên giới Việt Nam. Vậy đơn vị chúng tôi là thuộc C2B4 ở trên đỉnh cột cờ 400, trên cao nhất. Thế thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tường thuật lại tất cả trong quá trình diễn biến ngày từ ngày 17 tháng 2 năm 79. Ngày 17, 3 giờ sáng là chúng tôi nghe ở trong Mường Khương, trong La Lốc đã có tiếng pháo rất rầm rộ ở trong đó. Thì đại đội ra lệnh là báo động ra ngoài trận địa. Tức là ngày sáng 17 tháng 2, tầm 3 giờ sáng thì chúng tôi đã phát hiện là Trung Quốc tấn công tràn sang Việt Nam lúc 3 giờ sáng. Vậy đơn vị trung đội 4 chúng tôi đã đảm nhiệm cái mỏm gọi là cột cờ 400, là cái đỉnh cao nhất một phía, tức là ở trên cao nhìn xuống chỗ C3, thế còn một phía là đổ về cây 9. Bởi vì cái hướng của đại đội 2 và cái trung đội 4 chúng tôi đảm nhiệm cái hướng đó là bởi vì trong quá trình 17 rồi 18 rồi nó 17 thì bắt đầu nó tấn công lên C3, nhưng mà ở trên chúng tôi thì lại ở trên cao thì nó chưa tràn lên, nó đánh nhau với C3 rồi C1, mà chúng tôi ở trên ấy nhìn xuống rõ lắm, nó bắn vào bởi vì cao mà, ở trên cao nhìn xuống thì nhìn rõ một cái trận địa của C3 này với lại sân bóng C3 thì chúng tôi nhìn rõ lắm, mà đánh nhau ở đấy, C3 đánh nhau như nào là tôi ở trên quan sát ở hết. Tức là ngày 17 thì sang ngày đêm 17 thì bắt đầu nó dập pháo tương đối mạnh. Thì sang ngày 18 thì sáng ra nó dập một trận pháo, có thể sửa lại trận địa. Có đồng chí Sơn là trung đội trưởng, thế đồng chí cũng ra động viên anh em, lúc bây giờ đồng chí cũng giao nhiệm cho tôi, đồng chí có trách nhiệm động viên anh em và khôi phục lại cái hầm hào này. Bởi vì rất là may trong quá trình chúng tôi ở cái hướng đó là chúng tôi có hào rất kiên cố, được cái hào rất kiên cố. Đến sáng 18 thì vào tầm độ 10 giờ bắt đầu nó tràn lên, tức là nó không phải tràn theo hướng C3, nó lại kéo từ trên cây 9 xuống, tức là từ trên đỉnh cây 9 bắt đầu nó tràn xuống, tức là nó ý định là nó sẽ vòng đằng sau, nó sẽ vòng đằng sau và nó sẽ chặn xuống chỗ C3, có thể nó chặn xuống đây và không có đường rút. Thế thì may cái trung đội tôi ở đấy phục kích đấy thì bắt đầu nó tràn xuống, mà cái địa hình đấy nó tương đối rộng, khi nó xuống thì rẽ rất là rộng, thế một cái đồi yên ngựa, tức là vẹn vẹn, tức là cái đồi bên kia với đồi bên này nó có một cái yên ngựa này, mà dưới này thì nó có cái hốp sâu mà nó rộng, thì bắt buộc nó cứ phải đi cái yên ngựa này từ đồi bên kia sang. Thế thì lúc bây giờ tôi với đồng chí Trần Lợi, tôi xuống cách hào dâu tôm là, tức là cái nẻo như này, cái hào dâu tôm quặt dưới, tôi xuống đây thì nó mò dưới này lên. Ban đầu là phát hiện hai thằng trinh sát đi trước, tức là đằng sau thì thấy nó đang nói nhí nha nhí nhéo. Bởi vì lúc đó thì anh em tôi cũng phải cẩn thận, đồng chí Sơn trung đội trưởng có thông báo cho anh em tôi nắm là
có thể là dân quân của Dầu Hương Liệu, nếu đánh xảy ra đánh nhau nó sẽ rút lên đấy. Thế thì ban đầu thì chúng tôi phát hiện là thấy có tiếng người như nhố đấy, xong là dần dần xong thấy nó xì xà xì xồ. Thì tôi cũng báo cáo đồng chí Sơn, đồng chí Sơn tất cả là trong cái trung đội đó là tập trung về đấy, tập trung về đấy để chờ đón. Thế thì sau khi nó lên, hai cái thằng trinh sát nó lên cách tôi nó không bằng đến cửa này đâu. Thế có đồng chí Lợi thì ở bên trên tôi dùng cái khẩu đại liên. Thế thì đồng chí Lợi bởi vì nó rộng, thế là chúng tôi đổ một cái cây nó giạt xuống. Thế hai cái thằng chắc là trinh sát của nó mò lên, thế là tôi vẫy đồng chí Lợi thì đồng chí Lợi bắn. Bởi vì tôi nhìn thấy rất gần nhưng mà tôi lại ở bên dưới này. Thế đồng chí Lợi là nhìn rõ, đồng chí Lợi điểm xạ đấy, coi hai thằng lăn luôn tại đấy. Thế đằng sau lúc bây giờ nó mới thổi kèn, và nó thổi kèn kiểu như sung phong lên ấy. Mà toàn bộ nó rất là may cái đỉnh yên ngựa đó, bởi vì nó lên, chúng tôi nhìn thấy nó lên coi như nó một dây nó dài, cứ thế lên rồi. Xong là nó cách với tôi với đồng chí Lợi, nó chỉ vào khoảng 15 mét bởi vì không nhìn thấy, nhưng nó rộng. Lúc bấy giờ là chúng tôi bắn. Chúng tôi bắn là tôi với đồng chí Lợi và bắn trực tiếp một cái rông như này. Thế còn cái khẩu đại liên của đồng chí Dưỡng ở bên này lại bắn chéo cánh sẻ sang đây. Cái khẩu đại liên của thằng Hùng, cũng là Hùng Yên Bái, nó lại bắn chéo sang này. Bởi vì tôi thì, hai anh em tôi thì bắn toàn bộ cái rông này. Thế còn hai một khẩu đại liên nó bắn chéo này, khẩu đại liên bên dưới nó lại bắn lên. Toàn bộ như thế là xong, nó không lên được, nó rút sang bên cái đồi bên kia. Bắt đầu nó dùng cối nó nã ra, cái cối 60. Nhiều may cái trung đội tôi không xảy ra một đồng chí nào không ảnh hưởng. Bởi vì thậm chí cái đồng chí Lợi bắn một khẩu đại liên rồi cú bắn đây thì kết quả lựu đạn nó rơi đúng chỗ này. Vừa ấy ngồi phát xuống là nó ném quả lựu đạn, mà trong đó rẹ nó rộng, nó ném cứ thấy trên rẹ nó rơi xuống cứ lùng lạc. May mà nó cứ rơi xuống đất nó mới nổ, nếu mà nổ trên kia là anh em tôi không thoát được. Thế cũng rất may cho chúng tôi. Thế sau nó không thể sang được, nó rút đến kia, nó dùng cối nó bắn. Lúc bây giờ nó bắn thì tan tành quang hết. Lần thứ hai bắt đầu nó lại tràn lên, nó tổ chức nó lại tràn lên. Thì lúc bấy giờ là anh em tôi ban đầu thì nó cũng hơi mất bình tĩnh. Thế sau đó là cũng lấy được bình tĩnh. Và các đồng chí cũng động viên là cố gắng phải bình tĩnh, đừng run rụt, sợ trước kẻ thù. Vậy thì anh em tôi cũng sẵn sàng và tiếp tục. Nó lên, còn nó cứ thế là nó lên thôi. Có nghĩa là bắn thấy nó lăn đấy, nhưng mà ở đằng sau nó vẫn cứ xô nhau nó lên, mà nó hô ầm lên. Đấy, có đồng chí Inh ở bên cạnh ấy, đồng chí Inh bảo anh ơi sao đồng thế anh ơi, cứ bình tĩnh chiến đấu. Có các đồng chí đồng đội sẽ chia sẻ cùng với mình, bởi vì hai bên đại liên nó bắn chéo như này mà nó chỉ có độc đắc là cái rông đấy này, dưới này nó là cái hùm sâu, bên này cũng thế, có mỗi cái rông từ cái đồi bên kia sang, thế là nó bắt buộc nó phải đi qua đấy. Thế là lần thứ hai chúng tôi đánh nó không sang được, xong nó cũng lại rút về cái đồi bên kia, xong nó dùng cối nó bắn tan nát toàn bộ cái trận địa đó. Đấy. Xong là lúc bấy giờ nó khoảng 4 giờ rồi, tiếp tục nó lại tràn lần thứ ba. Lần thứ ba chúng tôi bắn thì lúc đó nhìn thấy rồi, bởi vì pháo nó dập rồi, nó tan tành hết rồi. Bây giờ ban đầu thì nó còn rộng, sau khi nhìn thấy coi lên đến đâu là chúng tôi bắn, coi không lên rồi. Thế là rút về cái đồi bên cạnh. Đêm đấy tối rồi, chập tối rồi, cũng tối nháy nhem như này. Thế thì nó cũng nghỉ rồi. Thấy thương binh của nó là rên o ó ở đấy rồi, nó rên gì này khác những cái thằng nó bị ấy. Thế thì chúng tôi may không có đồng chí nào hy sinh, cả một cái trung đội tôi lúc đó cùng chiến đấu mà may không có đồng chí nào hy sinh. Bởi vì chúng tôi có hào kiên cố, hào nó sâu như này mà. Thế thì đến đêm bắt đầu khoảng 7-8 giờ gì đấy, tối hẳn bắt đầu thấy nó lại tiếp tục nó lại mò lên. Đêm đấy nó mò lên đến một đoạn hào
dâu tôm đấy, nãy tôi xuống đấy thì nó mò lên đến đoạn học dâu tôm, thì chúng tôi phát hiện, chúng tôi diệt luôn. Thế nó lại phải rụt lại, nó không bỏ lên, tối là nó không bỏ lên. Thế thì đêm hôm đó là cũng tầm 7-8 giờ, thì lúc bây giờ anh nuôi mới mang cơm lên. Đấy. Thì thực ra lúc bây giờ thì cũng cảm thấy không có gì là đói nữa đâu, nhưng mà phải ăn thôi. Thế là bên tay này đúng là một, nó rúm cơm rồi, anh nuôi người ta rúm cơm rồi, một nắm này. Bên tay này thì sẵn một cái chậu gọi là cái rau cải làm chua đấy. Thế là một bên bốc một bên cầm, thế là ăn. Với đồng đội nào, đồng chí nào vẫn cứ đảm bảo tinh thần chiến đấu cao. Ở trong cái hố bắn của đồng chí toàn bộ quan sát, không được đồng chí nào rời vị trí. Lúc bây giờ đêm ấy, coi chúng tôi vẫn thức thâu đêm như thế. Được đồng chí Định trung đội trưởng, tiểu đội trưởng thì cũng động viên đi lại động viên, và đồng chí Sơn trung đội trưởng cũng đi lại động viên các đồng chí hết sức cảnh giác, bởi vì đêm này có thể là bọn trinh sát nó sẽ mò lên và nó sẽ sẵn sàng nó diệt mình lúc nào. Thế thì anh em, đối với anh em cũng rất là nêu cao cái tinh thần chiến đấu mà cảnh giác cao độ. Thì mãi đến 5 giờ sáng là sau, 5 giờ sáng sau bắt đầu nó lại mò lên rồi. Cứ 3-4 bên đấy thì là thấy nó cầm dao nó chặt đường, nó chặt cây để nó lên đấy. Nó chặt cây rồi nó ho. Tôi bàn với đồng chí Định, chỗ nào nó ho bắt đầu là rung bên luôn. Bên mốt bắn thẳng xuống, bắn liên tục 2-3 quả xong là thấy im. Xong lại thấy chỗ khác nó lên, lại thấy nó ho rồi, nó xì xả xì xồ lại bắn. Lúc bây giờ chưa sáng rõ. Thế thì sáng ra thì nó, sau khi chúng tôi biết là nó biết là ta là nêu cao cái tinh thần cảnh giác, cho nên là nó không dám lên nữa. Sáng ra khoảng 8 giờ sáng thì lúc bấy giờ là nó dùng pháo nó dập toàn bộ cái trận địa đó, coi tàn nát hết. Nào thì hào thì lở lung tung rồi. Thế thì cái tiểu đội A1 của tôi, lại cái A gọi là A1 của trung đội 4 đấy. Thế thì A2, A3 lúc đó là được lệnh rút rồi. Tức là ngày 19 đấy, sáng ngày 19 được lệnh rút. Thế thì cái tiểu đội tôi là thấy liên lạc lên đấy, đồng chí Phúc liên lạc lên này. Chạy lên đồng chí Phúc mà. Riêng B4 là cho các đồng chí A1 ở lại chiến đấu bằng giọt máu cuối cùng, tức là để cho giữ cho đội hình tiểu đoàn rút. Sau khi 8 giờ bọn tôi tính bắt đầu nó dập pháo xong, bắt đầu nó xung phong nó lên rất nhiều, mà lúc đó bắn thì không xuể rồi, thế là nó chiếm được một đoạn hào. Thế thì chúng tôi bắt buộc là chúng tôi phải rút về một đoạn, xong lại củng cố lại tiếp tục chiến đấu, tức là giành giật nhau từng đoạn hào lúc bây giờ ấy. Thế thì sau khi nó đông quá, thế thì đồng chí Định tiểu đội trưởng bảo tôi, các đồng chí, với quân số nó đông như thế bây giờ, chúng ta có thể là chúng ta rút về tuyến sau. Sau khi tôi rút, chúng tôi rút về đấy lúc bây giờ 9 giờ sáng, thì nó biết là mình rút rồi, xong nó gọi pháo nó dập về đằng sau chỗ soi 10 đi vào đây này. Nó dập, phải nói là bọn tôi phải cúi đầu mà cắm đầu xuống khe đấy mà chịu đựng trong cái đợt pháo nó dập như thế. Thế sau đó là nó dập cái đợt pháo đấy thì tiếp tục là về đến cái nơi mình ở đấy, cái lán mình ở đấy, thì nhìn chung là thấy nó bắn là tan nát hết rồi, không còn là cái gì. Thế sang cái đài quan sát của bộ nó cũng nằm ngay cạnh đấy, nhưng mà thấy các anh rút hết rồi, không còn ai nữa. Thế là sau khi chúng tôi mới với đồng chí Định, là còn có một tiểu đội mà, thế tôi với đồng chí Định mới quyết định bảo thôi, thế để ta rút. Lúc bây giờ rút về đến soi 10 đây thì ở phía này bắt đầu tăng của nó bắt đầu xuống đây rồi. Chúng tôi định ra chỗ ga khu mới đây, nhưng sau khi vòng ra thì phát hiện lính Trung Quốc nó tràn ra đây rồi.
tức là toàn bộ cái khu như cái khu ga khu mới đây này là nó đã tràn là đến bên trên khu K30 được rồi. Thế bắt buộc chúng tôi phải lại phải luồn đi vào bên trong đấy để tránh, để bởi vì lúc đó chỉ còn có một tiểu đội mà. Thế sau khi về đấy là cái trận mà màn của ngày 17 tháng 2 và mới 18, là một trận đấy. 19. Thế còn về chỗ về chỗ Cầu Mi thì chúng tôi được lệnh là lại phòng thủ ở cái hướng bên trên mà cái tiểu đoàn 7 của cái nó gọi là của tiểu đoàn 7 đấy. Nãy mấy thằng chỗ ông Yêu nãy cũng đã tóm tắt đấy. Thì lại đi, tức là nó tràn vào đúng cái khu vực đó thì các anh chiến đấu, bởi vì anh em tôi thì lúc bấy giờ cái tiểu trung đội 2 thì cái C2 thì lại không, nó lại không tràn qua đấy. Thế thì sau khi chúng tôi được lệnh là rút thì là chúng tôi rút đấy, anh em thế toàn bộ cái câu chuyện của tôi về 17 tháng 2 nhìn chung là chỉ ngắn gọn thôi. Chúng tôi chỉ trực tiếp, bởi vì trực tiếp chiến đấu ở trên này là chủ yếu, chứ còn sau khi rút về bởi vì theo cái địa bàn của đại đội thì là do tiểu đoàn nó phân công từng mũi một. Thế thì sau khi chúng tôi rút về đến chỗ Lu thì sau khi đến mùng 5 tháng 3 thì nghe lệnh là thằng Trung Quốc nó rút, sau khi chúng tôi lại quay lên là mùng 5, mùng 6 là chúng tôi bắt đầu quay lên, mùng 7 quay lên lại tiếp tục lên tận chốt. Lên trên chốt lúc đó là mới phát hiện là phải nói rừng rậm như thế mà nó thu quân của nó khi bị thương, nó thu quân của nó về phải nói là nó kéo coi nghĩa là lá này dạt hết hai bên, không phải là ít, kéo thành đường mỏng. Có nghĩa là về đấy thấy nó tập trung một đống bao xe, rồi nào thì bông băng, rồi nào thì súng phun lửa thì bị ta bắn, là nó tập trung nó vứt đấy, rồi nó bông băng, rồi nó bó, nó cứu thương cái bọn của nó sau khi nó cũng đưa hết cái bọn Trung Quốc. Đấy là cái địa bàn của tiểu đoàn mình đấy, tiểu đoàn có nghĩa là tiểu đoàn mình cũng tiêu hao sinh lực địch ác đấy. Vâng lên tương đối là đông, chứ không phải anh có đơn giản. Anh có biết được là tiểu đoàn mình thì bị tổn thất nhiều không? Bởi vì cái này thì thực ra tôi thì cũng không nắm được, bởi vì lúc đó thì tôi cũng chỉ là người chiến sĩ thôi. Cho nên là tôi cũng không nắm rõ cái quân số của tiểu đoàn mình là thiệt hại mất bao nhiêu. Thực ra cũng báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế còn riêng C2 chúng tôi rất vinh dự là không có đồng chí nào hy sinh, chỉ có đồng chí Cát cũng người tài ở Dụ Thượng đấy này, cùng mấy đồng chí Yêu đây này là đi bổ sung cho C3, chi viện cho C3 đấy, thì đồng chí hy sinh đấy, trong quá trình chiến đấu như vậy. Bởi vì cái C4, C2 của tôi có trung đội 3, trung đội 2 thì tiểu đội 3, tiểu đội 2 thì nó lại, tức là nó không vào cái mũi tấn công của nó đấy. Chỉ có C4 là B4 tôi A1 B4 của tôi thì chịu trách nhiệm cái mảng này, tức là nó định vòng, ý định là nó sẽ vòng đằng sau và nó chặn đằng sau, là từ chỗ C3 đoàn bộ này nó chặn xuống xoay 10 này, ý định là nó khóa đuôi đấy. Cho nên là chúng tôi ở trên cao lại phát hiện, thì chúng tôi chiến đấu thì lúc đó là sau khi được lệnh rút thì chúng tôi cũng rút về. Thế cũng báo cáo trong quá trình sống và chiến đấu ở trên đỉnh cột cờ 400 đấy, trong quá trình từ ngày 17, 18 đến 19 đấy, trong 3 ngày đấy, cũng báo cáo với đồng chí như vậy. Thời gian thì nó không dài nhưng mà cũng rất khốc liệt. Vâng. Anh có bao giờ sợ không? Cũng báo cáo với các anh rằng ban đầu thì cũng sợ đấy. Sau khi một loạt pháo là nó bắn rồi, sau đó mình cảm thấy nó cũng trở lại bình thường rồi. Bởi vì xác định rằng bây giờ mình, bởi vì yên tâm là mình có Hào, chứ nó phơi xác lên thì sẵn sàng, chỉ cần nếu mỗi đồng chí chúng ta thật bình tĩnh và linh hoạt chiến đấu thì nó sẽ thất bại lớn hơn. Bởi vì ta có Hào được cái thế như vậy
Thế thì anh nhìn thấy nó, anh thấy khi mà nó rất là đông mà nó lại thổi kèn, nó xung phong. Nó thổi kèn xung phong. Có sợ không? Cũng có sợ chứ. Nhưng mà sau khi qua một đợt chiến đấu rồi cảm thấy nó cũng trở lại bình thường. Anh nhìn cái lượng người nó đông như vậy, cái số súng đạn của mình như thế, anh có bao giờ nghĩ cái lúc đấy là hốt, nghĩ rằng mình bắn hết tất cả đạn vẫn không hết được đâu? Vâng, bởi vì thế này, chúng tôi cũng tin tưởng rằng là cái sự bố trí của phe chúng ta thì bộ đội ta thì phải nói là chúng ta chuẩn bị khi đã xảy ra chiến đấu rồi, lúc đó là toàn bộ đoàn bộ sẽ tăng cường cho, ví dụ mũi nào là quan trọng là tiểu đoàn sẽ tăng cường cho là toàn bộ mìn rồi lựu đạn rồi nào thì súng. Bởi vì ngày 17 thì nó bắn pháo như thế mà chúng tôi vẫn về đoàn bộ để vác đạn lên mà. Pháo bắn và vẫn cứ phải về vác. Có cái thằng bạn tôi thì nó hơi gọi là nó ú ớ, cứ đường cái nó diễn. Thế còn anh em mình thì mẹ cứ phải hào mà bò lên. Nhưng mà nghĩ bảo thằng này mày cũng gan mày. Đúng là con người ta nó có số, nó cũng không sao cả. Cho nên là đấy, tức là ngày 17 thì chiều tối là chúng tôi xuống là lấy đạn rồi rất nhiều đạn và lựu đạn. Bởi vì lúc tôi nghĩ là cái lượng quân Trung Quốc lúc bên nó tràn lên. Bởi vì tôi tin tưởng rằng bởi vì chúng tôi có đủ điều kiện để đánh bại nó. Bởi tại sao chúng tôi có hào kiên cố. Tức là nó chỉ có phơi xác lên và nó hô ầm ầm lên thì nói thực ra bây giờ chỉ cần là anh phải bình tĩnh, linh hoạt thì khôn khéo, khéo léo thì chắc chắn là anh sẽ thắng. Bởi vì anh không dao động trước tinh lúc thần đấy, của nó. Lúc đấy thì liệu có nghĩ được nhiều như thế không anh? Cũng phải xác định như vậy. Khi cảm thấy nó trở lại bình thường rồi, xác định là cũng phải làm sao cho thật bình tĩnh, cũng động viên nhau đấy. Vâng. Các anh trung đội trưởng, các anh cũng trải qua rồi, các anh động viên đấy. Vâng, như đấy, vậy đấy. Là vâng. Ở đây chúng ta có thể thấy một cái điều, một cái vũ khí, vâng. Một cái vũ khí rất lợi hại, đó chính là lòng tin và sự quyết tâm. Vâng, vâng. Xin cảm ơn. Vâng, vâng, xin cảm ơn. Dạ. Lối chạy ra lên, lúc mình rút đây, điện ra ở phía này này. Đấy, cái còn chỗ này cái là cái bình cái giếng nước là ở kia rồi. Cái chỗ này là cái tổ trinh sát pháo binh là nó ở trên cái mỏ này. Cái bê bộ là ở bên chỗ mỏ này. Cái còn trận địa chiến đấu thì nó ở cái rông bên này. Cái rông chỗ này đi ra nó đào hào ở đằng ấy. Còn trước ở chỗ này rậm lắm, nó toàn mang mỹ dệ thôi. Cái loại cây kìa chui vào đấy đi khổ lắm. Đấy bây giờ nó đốt kìa. Đấy là cái cây ấy là không phải lứa đâu, nó là cái kiểu cái cây như cây trẻ lạt giang ấy. Đấy ông chính là coi ở C3 là coi vừa hô coi trưởng dưới lát cho chiều cắm thì coi mọi thằng kia thì nó có cái giếng ở đây chiều bọn tôi chống ngực với thằng Thinh sang đi tắm mẹ gặp hai cái thằng thám báo nó từ kia nó chui xuống. Nó gặp bọn tôi thì nó chạy, mình nó cũng chạy mà bọn tôi chạy. Sau đi kiểm tra đúng không thám báo. May là không nó chưa bỏ thuốc độc dưới cho con tắm. Không. Sau 40 năm quay lại đấy toàn bộ cái trận địa của C4 này. Cả cái rông này. Toàn bộ B4 của B4 C2 B4 C2 đấy. Toàn bộ cái rông này xe hai có một B bên này trên này này đây này chính tôi ở đây này. Đây mà thông còn nhớ không? Có chứ. Dưới cái là khe nước thông đây, khe nước đấy. Đấy, cái khe giếng của trung đội làm đấy. Vâng vâng đúng rồi. Dưới chúng tôi làm đấy. Đồng chí Gạo vẫn đi bắn hiêu dưới đằng hiêu đường này xuống hiêu đi đường này đấy này. Mà bên kia là của 24 đi khi mà mất chốt 24 tràn lên điểm cao tràn lên đúng cái điểm nó tràn qua sao đấy khi đồng chí Sơn xuống cái rông đi đồng chí Sơn nghe là của Trung Quốc kia một thế thì Trung Quốc C3 mất chốt rồi. Thế nào cho một đội hình chuyển sang bên này. Xuống găng mới. Đúng rồi. Không, theo tụt này xoay này xuống hết. Tất cả tập trung phủ với găng mới. Xuân mời lên mình xuống găng phố mới nhé. Lúc nó còn sương mờ mà nhìn thấy cái tét. Cái toa tàu nó tét trắng trắng. Xuống bên này. Còn đang mờ mờ. Chúng tôi chạy cả 30 kia coi như vậy là. Hết chưa? Ngày cứ 6 quả khối 82 mẹ. Ngã rộng đít xuống tưởng nó nổ. Nếu mình khỏe mình đeo trong này với những cái
Cái khẩu mình nằm ngay đây rồi à? Kia à? Ừ. Chỗ cái hùm kia. Ừ. Đấy cái hồi nó trả phang pháo vào cái mỏm kia đó. Ừ. Nó bắn một quả chỉnh pháo chứ. Đấy, sang đồi sau chứ. Pháo, nó bắn một quả là... chính là cái chỗ người ta nó xây cái ấy kìa. Ừ. Thế còn cái hậu cứ của mình ở ngay bên dưới cái lòng đấy. Chiều 17 tháng 2 nó bắn một quả chỉnh pháo sang đồi kia. Sau đó rạng sáng 18 bắt đầu nó phệt này. Nó mới lã pháo vào tuyển bộ. Đấy. Chưa bắn... 18, chưa 18 bắt đầu nó mới đả vào tiểu đoàn bộ. Nó chỉnh một quả bắn qua như chốt tiểu đoàn, nó bắn chỉnh pháo. Xong rồi hôm sau nó bắn bắt đầu kia, xong bắt đầu là DK-75 nó mới quật vào chỗ. Đầu tiên là nó phạm vào khẩu 12-27, xong nó mới đả sang mình. Không, hôm ấy là mình ăn cả đạn 100 chứ. Toàn DK... ăn đạn 100 đấy. Toàn DK-75. Lại hố nó dài, dài 2 mét mấy. Thế bảo Phan bảo mẹ hố nó dài ngoãng kia thì hầm nó còn đi gấp rưỡi hầm rồi còn gì nữa. Thế bảo Phan thì anh nhà mình lên trên cao này xuống. Đấy cái chỗ kia. Đấy đi xuống. Được rồi. Đây nơi đây là một cái hầm cứu thương của tôi. Tôi đã và anh Huyến đã đào suốt mấy tháng rồi. Sâu chiều sâu vào là được 7 mét. Chiều rộng của hào này là 1 mét rưỡi. Đấy, chiều rộng của cái địa đạo này là 1 mét rưỡi và chiều sâu là 7 mét. Ở trong này hiện tại là còn cả bông băng của tôi cứu thương và tôi còn xé một cái áo lon của bộ đội tôi. Tôi băng cho anh Trương Trung Kiên băng để nẹp, buộc nẹp hai bên, nẹp đùi, xương đùi cho anh Kiên, tức là B trưởng B1. Đấy, đây là cái hầm cứu thương của C3, D5.